xu hướng chơi hàng hiệu đang là xu hướng của giới trẻ. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền rất mạnh tay để nâng cấp vẻ ngoài của mình với những thương hiệu hàng đầu thế giới. Và để thỏa mãn cơn khát đó, có không ít hệ lụy xảy ra, nhất là những bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa có khả năng chủ động về tài chính. Max bet của em là 1.4 triệu. Cost body là 25 đô. Jacket bet là 8 củ. TBF là 2.7 triệu. Thằng Shocker của Jambi Shop là 3.7. Jordan 4 Toro là 7 triệu. Vớ của Fadeaway là 1.7. Áo khoác Vuarebe 500. Áo Leader 500. Quần thì quên brand rồi nhưng mà cỡ 1 triệu. Dài Resto of Y 1.900 đô. Clip này được tung lên mạng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Khi những số tiền được tính bằng đô, bằng triệu, thậm chí là hàng chục triệu được công khai trong clip, nhiều người phải bất ngờ với số tiền mà bạn trẻ đã chi cho những bộ đồ hiệu họ đang khoác trên người. Điều này có lẽ không quá sốc nếu như chủ nhân của những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền ấy vẫn đang độ tuổi học sinh, sinh viên. Không thể phủ nhận rằng nhiều bạn trẻ hiện nay rất có tiền và chịu chơi. Đối với thế hệ trẻ, mong muốn tự lo để có thể tự do có lẽ đã sớm hình thành. Biểu hiện rõ nhất đó là rất nhiều bạn trẻ dù đang còn ở tuổi học sinh, sinh viên nhưng đã sớm có thể tự lập về tài chính. Nhưng câu chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu rất nhiều những học sinh, sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình bình thường, bản thân chưa tự chủ về tài chính nhưng lại có tư tưởng đua nhau dùng hàng hiệu, soi nhòm và cạnh tranh từng món đồ dùng cho đến cách sử dụng trang phục, giày dép, túi xách với các bạn. Một cái xu hướng và nó tạo ra một cái gọi là các bạn trẻ ai cũng phải làm cái việc đó thì mới thấy rằng mình đang đi đúng với thời đại. Còn nếu như không, mình cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, mình đang là một cái người ở ngoài cuộc. Và như vậy nó tạo nên một cái văn hóa của sự đồng đẳng, nó mang tính là rất là bất bình đẳng. Bởi vì sẽ có những bạn sẽ không thể làm được những cái điều đó. Đối với một MC truyền hình như anh Tuấn Đức, việc sử dụng các trang phục đẹp, chất lượng tốt và không quá đại trà là sản phẩm của những thương hiệu thời trang có uy tín, là một trong những nhu cầu nhằm phục vụ công việc và cũng là sở thích của mình. Chính vì là sở thích, nên anh Đức cũng khá quan tâm đến các xu hướng thời trang, các sản phẩm của các nhãn hiệu với giá thành mà mình có thể chi trả được. Cái nhu cầu mà sử dụng hàng hiệu thì nó là cái nhu cầu tất yếu của con người. Khi mà chúng ta đã có một cuộc sống tốt hơn, chúng ta có những cái nhu cầu nó cao hơn về một cuộc sống chất lượng. Tôi nói đơn giản như thế này, nếu như bạn có một cái nguồn kinh tế dư giả thì khi bạn xây một căn nhà thì bạn cũng xây nó to hơn và đẹp hơn. Bạn mua một chiếc xe bạn đi thì cũng là loại tốt. Chúng ta chọn những bộ trang phục có xuất xứ rõ ràng, có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và thời trang thì tôi nghĩ là cái nhu cầu sử dụng hàng hiệu là nhu cầu tất yếu của con người. Chúng ta luôn luôn muốn hướng tới một cuộc sống tốt hơn và chất lượng hơn. Nhưng đó là câu chuyện của một MC truyền hình với đặc thù công việc và sở thích riêng. Điều mà chúng ta đang bàn đến là các bạn trẻ đang quá đề cao vẻ ngoài thông qua việc đua theo các món đồ đắt tiền có tên tuổi. Hiện nay thì rất nhiều các bạn trẻ không chỉ ở Hà Nội mà ở khắp các tỉnh Việt Nam thì đang có xu hướng là đi theo cái hướng gọi là tiêu hoang, rất là hoang phí và không phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Nếu như hoàn cảnh gia đình cho phép thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đấy, nhưng chúng ta vẫn không nên sử dụng những cái hàng đồ hiệu như vậy khi đang ở độ tuổi sinh viên. Nhu cầu sử dụng hàng hiệu hiện nay nó phát triển hơn, nó mạnh mẽ hơn xưa cũng bởi vì chúng ta có cái sự xuất hiện của mạng xã hội trong cuộc sống của chúng ta. Thì nhu cầu các bạn thể hiện bản thân ở trên đó với người khác nó cũng rất là cao. Theo như cái đánh giá của một cái trang thông tin xếp hạng về thời trang thì cái nhu cầu mà sử dụng hàng hiệu của Việt Nam chúng ta chỉ có sau hai nước, đó là Trung Quốc và Ấn Độ thôi. Đối với một đất nước mà tôi nghĩ rằng đang trên cái đà phát triển như Việt Nam về kinh tế và nhiều mặt khác nữa mà chúng ta lại nằm trong cái top 3 những quốc gia mà sử dụng những cái món đồ xa xỉ như vậy thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái vấn đề mà đáng quan tâm đối với nhiều người. Bên cạnh sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã tạo ra thói quen đua đòi chạy theo xu hướng của một bộ phận giới trẻ. Nhiều người thường đăng tải những nội dung như đập hộp các sản phẩm đã mua, review hàng hiệu đã thu hút hàng triệu view. Các thương hiệu xa xỉ cũng tiếp cận giới trẻ thông qua việc hợp tác với các ca sĩ, diễn viên hay người nổi tiếng. Từ đó dần ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận giới trẻ, khiến họ chạy theo xu hướng một cách mù quáng, thiếu thực tế.
cái giá trị của cái đồng tiền, các bạn cậu đã không biết quý trọng những cái giá trị đó. Để các bạn hiểu được rằng là bố mẹ các bạn, đôi khi chúng mình chưa làm ra tiền đúng không? Mình xin cái số tiền đó, bạn có hiểu được cái giá trị hay là những cái công sức, mồ hôi, nước mắt của bố mẹ để làm ra như thế nào để có được cái đồng tiền đấy không? Như vậy thứ hai đó là cái hệ lụy về mặt hiểu về cái giá trị của đồng tiền. Đu chen, đi theo xu hướng thôi mà mình không hiểu thực sự cái mà mình mong muốn hoặc là hướng đến đó là như thế nào. Việc mua hàng hiệu là nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên, nghiện hàng hiệu trong khả năng tài chính không cân đối sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Ngoài việc bằng mọi cách sở hữu được các món hàng đắt tiền, thậm chí phải làm những việc trái với đạo đức và pháp luật, thì nhiều người trẻ cũng chọn cách cổ súy cho hàng giả, hàng nhái. Đó là lý do lớn nhất khiến tình trạng hàng giả, hàng nhái diễn ra ngày càng nhiều ở Việt Nam. Những chiêu trò ngày càng tinh vi với nhiều hình thức khác nhau lại được tiếp tay bởi những con nghiện hàng hiệu dởm, đã khiến cho cơ quan chức năng lúng túng tìm cách quản lý. Sự thật đằng sau những món hàng hiệu dởm, chỉ với một chiếc máy khâu, thao tác đơn giản, hàng triệu sản phẩm nhập lậu đã cắt mác, được phù phép trở thành hàng hiệu của các nhãn hàng thời trang lớn như Anh, Pháp, Italia. Đánh vào tâm lý chuộng hàng hiệu của người tiêu dùng, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ Việt, nhiều sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái vẫn tồn tại với những chiêu thức ngày một tinh vi hơn. Cái người mua hàng, người ta không thể phân biệt được là hàng này là hàng sách tay về, hay là mà cái thị hiếu hàng sách tay thì đang rất là quan tâm đến cái thị hiếu hàng sách tay. Ở đây trong một số trường hợp là được bao gói rất là cụ thể, đều được chuyển qua bưu điện, đều được xem hàng trên Facebook, đều được xem các cái giá thỏa thuận sau đó được chuyển về. Sử dụng hay mua sắm những món hàng đẳng cấp, chất lượng cũng là nhu cầu tất yếu của con người. Tuy nhiên, đối với người trẻ, đồ hiệu cũng giống như con dao hai lưỡi. Nếu không phân định được rõ ràng mục đích để tận hưởng hay chỉ là sự đua đòi, chứng tỏ bản thân, sẽ dễ biến bản thân thành con thiêu thân của các mặt hàng xa xỉ. Cương và Hoàn đang chọn lựa một chiếc áo để làm quà sinh nhật cho một người bạn trong nhóm. Đối với những sinh viên, các món quà vừa thiết thực vừa hợp túi tiền sẽ là ưu tiên hàng đầu, và các sản phẩm của những nhãn hiệu trong nước hay còn gọi là các local brand cũng là những lựa chọn hợp lý. Vừa lịch sự, chất lượng, lại phù hợp túi tiền mà sinh viên có thể chi trả. Khi chúng em muốn tặng các bạn một món quà về một dịp sinh nhật chẳng hạn, thì chúng em sẽ tìm một món quà rất là thiết thực thôi và gần gũi với trong cuộc sống sinh viên của bọn em, như là một chiếc áo thun nho nhỏ và giá tiền rất là bình thường thôi, không quá cao và phù hợp với cách ăn mặc thường ngày. Có thể là vừa đi học và vừa đi chơi. Hãy nghĩ rằng là hàng hiệu ấy, thì định nghĩa của hàng hiệu thì nó có rất là nhiều góc nhìn khác nhau. Hàng hiệu theo tôi ấy, nó là một cái món đồ, nó có thương hiệu xuất xứ rõ ràng, có chất lượng, có mẫu mã đẹp, và nó không phải là một cái hàng nhái lại của một cái sản phẩm nào đó. Chính vì nếu mà các bạn định nghĩa như vậy thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải định nghĩa hàng hiệu là những cái luxury brand của quốc tế, mà chúng ta cũng có thể sử dụng những sản phẩm local brand của Việt Nam. Nó cũng là hàng hiệu mà, nhưng nó sẽ phù hợp với cái túi tiền của các bạn, với khả năng chi trả của các bạn, và phù hợp với cái điều kiện gia đình của các bạn. Bởi vì ấy, tôi nghĩ rằng cái thứ hàng hiệu mà tốt nhất mà có thể định vị bạn ở trong cuộc sống này và cho bạn có giá trị hơn, đó chính là tri thức. Bởi vì là khi bạn có tri thức, bạn sẽ biết đâu là hàng hiệu và đâu là cách sử dụng phù hợp, đâu là đẹp và đâu là một cái người có giá trị trong cuộc sống. Y phục phải xứng với kỳ đức, ăn ngon, mặc đẹp là một trong những nhu cầu cần thiết của con người, nhưng phải hợp lý và vừa sức với khả năng chi trả. Giá trị thực của bạn đến từ tâm hồn, tri thức và cách sống văn minh, tử tế của bạn đối với cộng đồng. Tiêu tiền một cách hợp lý cũng là một cách xử sự văn minh.